Kính mời quý vị vẫn giữ màn hình bản tin VATV để tiếp tục thanh trang xin kính mời quý vị theo dõi chương trình hạnh phúc từ đầu do hội thánh tin lành Baptist phục hưng thực hiện. Hình xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, tuần qua quý vị đã nghe bài làm chứng của anh Nguyễn Huy Hoàng đang sống tại San Jose, California. Như quý vị đã biết, anh Hoàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình Phật tử. Những diễn biến trong cuộc đời anh đã đưa anh đến nhà thờ của Đức Chúa Trời. Từ đó anh có dịp tìm hiểu về lễ đạo của Đức Chúa Trời, ba ngôi, tìm hiểu những gì viết trong Kinh Thánh, để rồi anh mở lòng mình ra tin nhận Chúa. Trong chương trình đặc biệt hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần tiếp theo bài nói chuyện của anh. Anh sẽ cho quý vị biết những gì đã xảy ra trong cuộc đời anh sau khi anh tìm hiểu Chúa. Và tôi tiếp tục nằm đó tôi hỏi Chúa ơi, Kinh Thánh có thật không Chúa? Sao con đọc con không tin được? Có quá nhiều chuyện hoang đường. Thì tôi lại không nghe câu trả lời mà tôi thấy Chúa cho tôi một hình ảnh nữa là một cây thước học trò khoảng 12 inch treo lơ lửng giữa trời. Tôi chưa hiểu chú muốn nói gì Thì lời của Chúa đến nói rằng Kiến thức mấy ngàn năm loài người của con Chỉ dài bằng cái thước này mà thôi Còn quyền năng của ta hơn cả vũ trụ Làm sao con có thể dùng cái thước nhỏ nhoi này Để con đo cái bầu trời này báo lớn Cũng vậy làm sao con có thể dùng kiến thức hữu hạn của loài người Để con đo quyền năng vô hạn của Thượng Đế Và cái kiến thức bốn mươi mấy năm làm người của con So với cái thước này Chưa bằng một hạt bụi mà con dám dùng kiến thức đó để con nói rằng kinh thánh hoang đường là không có thật. Wow, tôi chẳng nhận ra rằng tôi đã quá ngạo mạn. Tôi không ngạo mạn với loài người mà tôi ngạo mạn với thượng đế. Tôi tưởng tôi giỏi lắm. Tôi tưởng tôi biết hết tất cả mọi thứ là khóa vũ trụ này được tạo ra bởi bên con người tiến lên từ khỉ không có đấng tạo hóa. Nhưng giờ đây tôi đang đối diện với một cái đấng nắm giữ sống chết của tôi. Thì tôi mới hiểu rằng tôi chẳng biết gì cả. Và khoa học này còn quá nhiều điều huyền bí chưa chứng minh được mà chỉ có thể gọi là phép lạ mà thôi tôi đã gớm ghê sự sự ngạo mạn của mình và tôi đã khóc và xin Chúa tha tội cho tôi và Chúa nói lời kinh thánh là lời hàng sống con không hiểu được hết lời của Chúa là bởi vì đầu óc con quá nhỏ để con có thể hiểu hết lời của ta và khi nào ta muốn con hiểu được tới đâu ta sẽ mở đầu óc cho con cho con hiểu được tới đó và ngay lập tức Chúa hiểu, mở đầu óc cho tôi để tôi hiểu được rằng việc Chúa gọi Lazarus sống dậy không còn hoang đường nữa bởi vì chẳng phải Chúa vừa mới gọi tôi từ cõi chết về cõi sống ngay trước mặt tôi đó sao và việc Chúa cho người mù sáng mắt cho người què đi được cũng không còn hoang đường nữa bởi vì nếu mà tôi giống như cái phone này tôi là người tạo dựng ra nó tôi có đầy đủ đồ nghề và đầy đủ đồ phụ tùng nếu cái mặt kiến bể tôi thay rất dễ dàng cái camera hư tôi thay rất là dễ dàng thì nếu tôi tin rằng Chúa là người tạo dựng ra tôi thì việc cái chân tôi gãy hay con mắt tôi mù Chúa có thể thay một cách rất là dễ dàng chỉ trừ khi tôi tin rằng tôi tiến hóa lên từ khỉ thì điều đó mới là hoang đường mà thôi và tôi cảm tạ ơn Chúa về ân điển của Ngài trên cuộc đời của tôi. Bởi vì có quá nhiều, rất là nhiều người họ phải trải qua những sự đau khổ tột cùng. Thì họ mới tìm được đến Chúa mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất con. Còn tôi vẫn còn vợ con nhà cửa sức khỏe mà tôi được thấy Ngài. Tôi cảm tạ ân điển của Chúa. Và suốt bao nhiêu năm qua các anh chị em trong Chúa luôn luôn khuyến khích tôi tin nhận Ngài. Nhưng tôi đều từ chối hết. Bởi vì tôi không thấy đạo Chúa có gì hay hơn Phật giáo của tôi. Nhưng qua một tuần tôi gặp Chúa Thì tôi đã tìm ra được câu trả lời cho chính bản thân mình Đó chính là Đức Chúa Trời là có thật Chúa Giêsu cũng có thật Và Đức Thánh Linh cũng có thật Và hiện hữu quanh đây Và cái, chính cái quyền năng biến đổi đời sống Biến đổi con người Gần như là ngay tức thời mà Đức Thánh Linh đã làm trên cuộc đời của tôi Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất mà tôi tìm thấy ở Đạo Chúa Và đó chính là lý do mà sao tôi đã quay đầu tin nhận Ngài và từ khi tôi tin nhận Chúa thì cuộc đời của tôi được thay đổi hoàn toàn. Và tâm linh của tôi được đổi mới Tôi thực sự được tái sanh Và giống như Chúa nói Những ai ở trong Chúa được nấy được dựng nên mới Từ một người chỉ nghe được Chừng hai ba chữ Chúa là tôi phải đứng dậy Thì bây giờ tôi có thể nói chuyện Chúa Cả ngày mà không biết mệt mỏi Và trong tất cả những nắng đề trong đời sống Thay vì tôi lo lắng Thì bây giờ tôi lại dùng lời cầu nguyện nài sinh Và tạ ơn tôi dâng lên cho Chúa Và tôi tìm thấy được sự bình an của Ngài Vượt quá mọi sự hiểu biết của tôi và trong những lúc hiểm nguy, có thể nguy hiểm tới tính mạng thì thấy vì ngày xưa tôi rất là sợ chết. Thì giờ đây tôi không còn sợ chết nữa. Bởi vì tôi đã biết ai là đứng nắm giữ sống chết của tôi. Đúng ra tôi đã chết rồi nhưng Chúa đã cho tôi cuộc đời thứ hai này. Thì tôi phó thác cuộc đời còn lại này vào tới Chúa. Khi nào Chúa muốn còn cho tôi sống đấy thì tôi học việc Ngài. Chừng nào Chúa mang tôi về thì tôi về một đấng yêu thương. Của một cha thiên thượng từ ái mà thương yêu tôi. Và đó là một cảm giác tuyệt vời mà tôi chưa tìm thấy được ở đâu bao giờ. Và vì sao đó là tôi hiểu được tại sao ông Paul, ông Paulo, ông đã viết trong Philip đoạn 3 câu 8 rằng tôi xem hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Giêsu Christ là quý hơn hết. Và ông nói là tôi thật sự tôi xem tất cả mọi sự là rơm rác hầu được biết Đức Christ và tôi hiểu được tại sao ông nói được điều đó. Và qua kinh nghiệm gặp Chúa của tôi thì tôi cũng muốn nhắn nhủ với tất cả các anh chị em trong Chúa rằng đấng mà chúng ta tôn thờ là một đấng rất thật một đứng đầy quyền năng và đứng hay làm phép lạ. Nếu tất cả các anh chị em có những cái năng đề trong đời sống nào mà cầu nguyện Chúa sẽ trả lời, hay là nếu có những uh, người vợ người chồng cũng chưa tin Chúa mà cũng cứng lòng giống như tôi, thì tôi xin các anh chị em hãy tiếp tục bám chặt vào Chúa, tiếp tục bên đổ cầu nguyện đúng trong thời điểm của ngài, Chúa sẽ trả lời và Chúa có thể làm được hơn cả tất cả những gì mà tất cả các anh chị em dám suy tưởng và cầu xin. Và với tất cả những uh, quý vị nào chưa đặt niềm tin nơi Chúa Thì tôi xin khẳng định rằng Thật sự có một Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương Cả bạn và tôi Và Ngài cũng biết rằng Tất cả chúng ta không ai là hoàn hảo cả Và không ai có thể bước vào nước thiên đàng Gần đến với Ngài Bằng chính cái công đức của mình Hay bằng chính sự thánh khiết của mình Nên Ngài đã mang con một của Ngài Là Chúa Giêsu Christ đã xuống thế gian Để chết trên thập tự giá cho tội lỗi của bạn và tôi Để những ai tin Ngài Thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời Chính tôi nghe điều này rất nhiều nhưng ngày xưa tôi đã không tin nhận Cho đến ngày Chúa đụng chạm tôi Nên tôi biết ngày hôm nay Trong số các anh, các anh chị em Sẽ có một số người nghi ngờ Và chưa tin vào những lời gì tôi nói Điều đó cũng không sao Quý vị không cần phải tin tôi Nhưng quý vị cần phải tin Chúa Chúa nói rằng trong Khải Huyền đặng 3 câu 20 Chúa có nói này ta đứng ngoài cửa mà gõ Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho Ta sẽ vào Ăn tối cùng nhảy ấy, ta với người và người với ta. Chúa đang đứng bên ngoài cửa và gõ. Tôi xin khuyến khích các bạn hãy mở cửa lòng mình ra với Chúa, hãy chạy đến với Ngài bằng tất cả những sự nghi ngờ, tất cả những sự vô tín của mình, hãy đem đến với Chúa và xin Chúa hãy bày tỏ. Tôi tin chắc rằng khi bạn đến với Chúa bằng tất cả tâm thần và tất cả những sự tìm kiếm thì Ngài sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho quý vị. Để rồi cho quý vị thấy được rằng Chúa Giêsu chính là đường đi, là chân lý, là sự sống. Để rồi chính các bạn cũng sẽ được khóc lên vì súng sướng giống như tôi. Khi biết được Ngài và đón nhận một món quà thiên thượng là sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Nguyện xin Chúa ban phước đại tràng trên gia đình quý vị. Amen. Chúng tôi hy vọng rằng sau chương trình đặc biệt này sẽ có nhiều người mở lòng mình ra để tin nhận Đức Chúa Trời hoặc những người đã có niềm tin về Đức Chúa Trời sẽ càng ngày càng ngày vẫn niềm tin của mình hơn về Ngài. Chúng tôi xin kính chào, kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần vui thỏa, bình an bên gia đình. Cảm ơn. quá thân con ta từng ngày lời ngài là con luôn tin Quý vị, bản tin VATV do SBTN Washington DC thực hiện. Đến đây xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thanh Trang xin được kính chào.